có gì nổi. Xong rồi khi đi ngay mua hàng khuyến mãi thì cô em tầm cáo lạnh tiền mình rồi. Bạn nào biết cáo lạnh là nhớ mua hàng tiền lâm nha. Cô, thằng đục với thằng đen đó cô. Em mới thì nói em quá em cũng sửa hai nó. Nhảy lên nhá, cũng sửa thì sáu bắt rồi cô ơi. Úi trời ơi. Dạ chào cô. Ủa đen mày chạy đó nó đang đụng đâu vậy? Nó đi đâu chạy đó. Tôi phải tranh thủ công ty về bán hàng nổi tiếng ra hốt hàng cá mẹ. Trời ơi, có hàng cá mẹ thì bận con quảng cáo công ty nè. Chứ sao? Mà nói cho cỡ đặt nha. Gì? Tôi thấy người mẫu cỡ như Bình Minh ha. Bụt 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 bụt. Sáu cuối. Ở đây có cuối một. Được chưa bán? Vậy là không biết cái gì. Mình phải bắt kịp xu hướng thị trường. Hiện nay là giá sầu riêng đang lên. Sáu muốn đúng sao bằng muốn đi sáu được đúng không? Đúng không? Đó nè, nó đúng không? Đủ tay kìa. Anh cũng sầu riêng anh thấy đó. Rồi thế nè. Rồi con nói gì nữa? Đủ tôi nói gì? Cô biết sao rồi? Lâu lâu công ty tôi về tôi bán hàng có chứng. Bình thường mẹ cô ăn viên 90 chín mấy ngàn chai đúng không? Nãy mua 80, 2 chai tặng cái áo. Còn được bốc thăm trúng thưởng nữa. Cổ chén cơm xíu bắt hàng. Thấy mẹ. Chúng cô chén. Sao? Tao chúng cô chén nó mua về nhà cho má tao rồi. Thì có nói gì đâu, nó chúng nó mệt. Nãy chúng cô chén chúng chứ. Chúng cái mệt này thì mấy cái anh thích nó tại cái mang tôi đi xông hơi á. Bây giờ chẳng mệt lại khỏi đi xông hơi luôn. Bỏ cả ra rồi, trời trời. Thế chứ mà đủ chưa? Thế đủ thì mình đi tìm nó cho đúng á. Đã đủ rồi. Đủ thành cái con tiếng thằng Mực. Nó bị bắt rồi, đuổi không có đi cơm. Nhan sắc, nhuôn sắc của
phục cho được. Anh nói cho anh nhớ cái này. Cùng giới tính nên có sự gọi là để ngang nhau chút có sự là gì vậy chị? Trời ơi. Chị này hả? Cái cô ông sắp tầm mạng em nó luôn tự hào nó đẹp mà em thì thấy khác. Bây giờ em nhờ chị quánh giá cái nhan sắc nó giùm em. Rất đẹp. Ồ. Nhục quá. Nhục quá. Ta đẹp rồi đó đẹp cũng chịu đối. Thế là người này người kia ai cũng đẹp không nhờ. Cái đâu có nó đẹp đâu đó. Thấy chưa? Cái đẹp đẹp quá ngài đó nè. Bây giờ xe em còn dương hai chỗ. Em xin mời chị và anh này theo em về Sài Gòn đi khám mắt. Bây giờ mắt em nhìn rất là đẹp, tao nhắc thì nhìn đẹp, mắt em nhìn xấu. Cái anh này không biết con mắt sao, có thiệt á, lại hổ đi với mình chạy xe. Anh chạy xe. Ông đứng như con đèn mà. Đó, thấy chưa? Anh nói nó đẹp đi, anh nói anh là mắt anh bị mờ. Nhưng mà nói thiệt cái bạn xấu đẹp thì không biết. Nhưng mà thương bà con, mình á, con hai của bộ. Hổ. Sao hổ? Qua lá thì lá sẽ héo, cây sẽ chết, lượng nước dư, lượng nước
tất, rễ sẽ hút lên, người ta gọi là lưu dẫn á. Cỏ này được gọi là cỏ lưu dẫn hoặc là cỏ trái chậm. Thì thời gian hoạt động của cỏ này thì lúc này tới 14-15 ngày, nên sau 15 ngày chúng ta cũng được gieo xạ. Đó là sản phẩm Glyphosinat. Rồi bây giờ trong vườn cây trái chúng ta sử dụng một loại thuốc diệt cỏ khai hoang, nhưng lại là gốc thuốc khác. Gốc này gọi là gốc Dinawat thay thế Parawat. Công ty năm có tên Dinawat và tên cỏ trái. Sản phẩm này tên tiếng Anh rộng là diệt tất cả cái chịu cực tố của thực vật, tức là màu xanh của cây trồng hay cỏ dại gì cũng diệt hết. Nếu chúng ta dùng trong vườn cây ăn trái, chúng ta để rau trại để cho nó ẩm cái vườn cây của mình á, thì trước khi cấy rau trại chúng ta không phải diệt cỏ dại, vì cỏ dại nó không rất là nhiều. Diệt cỏ dại xong ta cấy rau trại nha. Và cái sản phẩm này rất là dễ, chúng ta phun lên cỏ lắm mà nó có dăng vô cái thân cây của mình cũng không có sao, tại vì thân cây còn nâu. Cái này chỉ diệt diệt cực tố của cây trồng thôi. Còn nói tới cái vườn mà các bạn thân lâu mà cái thân lâu màu xanh nha, rồi trồng cây khớm hay là trồng cây rau á, thì chúng ta thấy rằng là nếu xịt đúng cái thuốc này cây rau nó cũng chết. Nên khi diệt cỏ trong vườn rau thì chúng ta nên là lấy cái tẻo định hình á, chúng ta là thuốc vô dụng có cỏ thôi ha, thì chúng ta sẽ diệt được cỏ mà không sợ chết cây trồng. Đó là hai loại thuốc trừ cỏ mà có hai cơ chế tác động khác nhau, tùy theo tình hình chúng ta sẽ chọn loại nào cho đúng như quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua sản phẩm thuốc trừ sâu. Không chỉ có rất nhiều thuốc trừ sâu như quý vị biết, hai sản phẩm là hai sản phẩm này nó đều tốt và nó vừa rất là phù hợp. Một sản phẩm nhất tên là hot nhất sâu xanh sâu lá sâu cơ rồi lại sâu keo. Tôi đây đã dùng hot nhất bọn sâu thiêu đời hàng hot nhất nhưng luôn tự hào là tôi mới đó nghe xa gần nghe tiếng dùng từ sâu nào cũng tiêu. Sản phẩm này là sản phẩm mới, đi lên tim là một gốc diệt sâu đi quên rong là gốc ung trứng. Như vậy thì chúng ta thấy là con sâu là không quan trọng, nhưng mà con sâu này nó đã trưởng thành và đẻ ra 100 trứng 200 trứng, thì nếu chúng ta chỉ diệt con sâu đó thôi, không quan tâm đến trứng, thì trứng nó sẽ nở rộ ra và có thể thành dịch bệnh dịch sâu này. Cái đó chúng ta cần phải có diệt bên rong để ung trứng luôn. Chúng ta dùng thuốc tổng hợp thì chúng ta phải mua thêm một loại thuốc ung trứng nữa, chỉ là chúng ta dùng hóc nhất vừa có diệt sâu vừa có ung trứng cho những khu vực nào đọt non chùm bông và trái. Thì sản phẩm đi lên thiên nó không có nóng như là thuốc tổng hợp. Thuốc tổng hợp nó hơi nóng thì chúng ta có thể diệt khô bông. Rồi đây là một sản phẩm 3-1 vừa diệt sâu rầy nhện, đó là sản phẩm Bixen. Ta đi mua Bixen dùng ngay, thuốc thì sâu giết chết nhện rầy. Có an nằm tận đoạn nhân tiên hàng tốt trị nhận cây sâu ăn cay, dùng bích sinh cho ruộng lúa đầy bông, cây trồng nặng hoàng bích sinh của đông mùa mặn mùa thu. Đây là một sản phẩm mà quý vị nói tốt, tại vì sao chúng ta thấy gốc của nó là Tebufen Vilat và Tigrin Rosifen. Đây là hai gốc mới này rất là mạnh, nó cộng lại với nhau là bộ tác động rộng, có thể diệt được sâu tất cả loại sâu và con rầy và con nhện. Chúng ta biết rằng thời nắng nóng như thế này là thời tiết nắng nóng như này nhận bùng phát rất là nhiều. Chúng ta cũng thường hay nghe nói là nếu chúng ta dùng dòi đá sức mạnh nước có thể làm rửa được con nhện, nhưng mà nếu nó có bông thì nó không rửa được nha, nó sẽ rụng bông. Thì đó chúng ta sẽ dùng sản phẩm New Tham hay còn gọi là siêu nhện. New Tham mình ra được. Trời ơi, đi đâu vậy? Trời ơi, chỉ còn là đi đâu. Đức. Cái đực nó nhỏ nghe nè, cái này là cái quần chứ phải cáo đầm. Ở cái gì giống như cáo đầm vậy? Giờ cảnh cho bé nhỏ vậy, ghế cho bé thích đâu vậy? Thì đứa to, mình đứa to hả? Chú bảo vệ nó đi vô hội trường á, đem cái ghế này với cái nón cái kiếm này là đối cổ phụ huynh nào để quên vô cho ta nhìn. Trời ơi, cái này quên không lẽ em xài vậy? Tôi nói ông cái này là quần không mặc giống như cái áo làm vậy. Kéo qua tại người ta đó, bả kéo là tôi đội quần luôn nó thiệt á. Hồi nãy mình đi vô của quỷ ban á, mình đi tắt
tắt hình, nhảy qua cái mương, đang nhảy giữa cái mương có nghe một cái tẹt. Chết mày trước đó, mày tét vô đúng không? Trời ơi, trời ơi, nó không dễ sợ gì đó, mới quần mới mới tinh tay vợ mẹ bận nách quần rồi, chịu nổi không? Có gì chịu nổi không? Đâu con, trời ơi, chịu không nổi luôn anh. Hỏi hỏi chuyện nhau ở đây, gần đây có trạm y tế mà chưa tới chứ không còn xóa. Mới chín đúng rồi. Mới chín đúng rồi, đúng tầm con cắn con cái chết. Bây giờ nha. Ca ca. Ra đây ra không? Điếm điếm rồi. Tiếng rồi. Điếm điếm. Chịu chịu lẹ 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 cha ơi tiểu là nhìn mình đẹp trai bây giờ mình tới một cờ đẹp trai nam đi 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 một hai ba bốn năm sáu bảy tám tiếp về trong ca tiếp về ca đủ biết một hai ba vô liền một hai ba vô một hai ba là vô một hai ba vô lên tiếp đặt bà để cô lúc từ bờ gần cứng bờ dưới bờ nhảy tao cũng chẳng đâu biết một hai ba vô bà đi một một hai ba vô hai vô đi vô đi hai mày đi nhậu đi mày vô đi mày đến một hai ba là vô một hai ba là vô đi nhậu á cha mấy mấy ông ông sao ông nhậu lên một hai ba vô ông sai ông về ai biết chế độ chậm thì mình đau nè. À, có đó là chế độ
nào lấy một cảm ơn mặt mũi mặt mũi tiền gì vậy? Thấy con gái đẹp mà cũng tạp người ta. Mày nào người ta đây vậy? Mày mà nào mặt người ta một cái thì khỏi về luôn á. Đụng vô một cái thằng răng là không còn luôn. Đụng ra đâu ra đụng đâu đụng vô là cả răng không còn luôn. Trời ơi thấy con gái càng đẹp nó lại nào nào. Ừ. Đừng nói vậy nữa khác sao mà thôi nói vô một cái. Nói nó dùng thuốc đi cha đợi. Không nói lẽ là mình nói cái công dụng thuốc niêm tham này, video này. Nhưng mà bây giờ bạn nói cho mình đi. Mình đem cái ghế với cái nón với cái kiếm này đưa cho phụ huynh nào biết không? Trời đất ơi, mỗi lúc về nhà thái quần thì nghe quần cách đích tôi về nhà thái quần đi. Tổ quần mới luôn. Trời đất ơi, đi tướng cái ghê. Đi đâu đây? Được. Và sẵn đây em xin giới thiệu với bà con thêm một cái loại thuốc nữa đó là DKT.
chục kỳ. Nếu mà con chúng ta muốn tiêu diệt con rệp sáp thì hiện nay diệt con rệp sáp rất là khó, bởi vì con rệp sáp nó nằm ở trong cái bao màu trắng, mình phun không có trúng nó, phun mình phun không trúng cho nó không chết đó. Thì chúng ta sẽ kết hợp DK5 và cái con gân vừa rồi để tiêu, để xịt phủ luôn bao màu trắng, thì nó bao trùm cái bao màu trắng đó lại, con rệp sáp nó sẽ bị mất oxy, nó chui đầu ra, nó trúng luôn và nó chết nha bà con. Và nếu mà nó làm cố thủ ở bên trong cái bao đó, nó cũng không có cái thở là nó cũng vẫn chết. Thì đây là hai loại thuốc sinh học rất là hiệu quả để nó tiêu diệt con rệp sáp. Và chúng ta thấy rằng là đối với thuốc trừ sâu và sinh học thì tập đoàn ông có rất nhiều, ví dụ như là sản phẩm Amaritin thì có tên là Wamba, Amaritin nên có tên Amaritin và Wamba cầu dưới vân vân. Hồi nãy chúng ta sẽ có tên vi nước và sản phẩm hết sâu, rất nhiều sản phẩm chúng ta liên hệ với bệnh viện sức khỏe 0934779900. Đề nghị là đưa cái màn hình, cái số điện thoại lên để mọi người chúng ta có thể lưu lại. Ở trên đó có cả cái website của công ty, để chúng ta sẽ vô website để tìm hiểu thêm. Kính thưa quý vị, còn bây giờ là thuốc trừ sâu thì tôi nghĩ đã giới thiệu, bây giờ chúng ta sẽ là thuốc trừ nấm bệnh. Thuốc trừ nấm bệnh, Bintano là một cái loại thuốc trừ nấm bệnh rất là tốt, trừ luôn cả nấm lẫn vi khuẩn nha quý vị. Ở giai đoạn cuối, nhất là rau, trái, rau, lá, chúng ta phải xài loại thuốc này nha. Và loại thuốc này có cái gốc Orenon là cái gốc được sử dụng trong y lan hoa. Nếu chúng ta đi nhà một răng, chúng ta thấy gốc sẽ đã qua xong rồi, người phải cắn một loại cuối mùi và bỏ vô răng, chúng ta nghe có mùi cơm, chai. Người đánh nắng lúc trước đó cũng là piano đó. Và piano này được hạ xuống được 8 độ, còn biết rất nhiều các phục gia là thành viên có thể diệt được sâu, diệt được sâu tơ nha, diệt được nấm và diệt được khuẩn luôn nha bà con. Thì tính chất sản phẩm này rất là đặc biệt, nên Bích Thủy đã dùng một điều lý cũng rất là đặc biệt để đặt qua sản phẩm này. Bích Thủy dùng một điều lý đó trong cùng tô bánh quyền, quý vị coi tô bánh quyền là đúng không? Điều lý này là ở cái đoạn mà thì để Thủy đóng vai Nguyệt đó, ẩm với con lại trao cho anh Minh là Minh Dương. Thì hai người này là có nhau với đứa con nhưng mà không thể lấy nhau được, bởi vì là Minh Dương phải cái gì rồi mà cảm giác định để lấy chồng khác rồi. Bây giờ chị Thủy đem cả đứa con này cho anh Minh để làm gì, để đi về quê làm chồng tử hiếu. Cái đoạn đó là làm coi cái tiền cũng góp hết trơn, rất là cảm động, rất là cái điều lý đó. Trước khi hát điều lý piano thì xin được hát điều lý anh Minh Dương hát cái điều lý nha. Anh Minh Dương thấy gì vậy? Thủy bảo ra là Minh nhìn thấy Nguyệt là đau lòng cái gì, rất là yêu nhưng không thể nào bày tỏ được tình yêu của mình vì đang có vợ. Anh Dương mà đóng như mình phải hát thế này. Em đứng đứng kế bên anh không nói một lời, rưng rưng nước mắt hoàng hôn. Ông có đứng đây là mưa có mưa phùn đây cao cỡ đi luôn.
vào cây tôi
loài nhân phân gà ghen đi phân hà ca xê đi hà ca xê và ghen đi chất lượng thì ngang với nhau đó đúng rồi nhưng mà cô phải giới thiệu bằng nhạc thì em cũng phải giới thiệu bằng âm nhạc thôi rồi dễ rồi cô hà ca xê là phân bông đến từ Nhật nghe anh nông dân phân phối mọi nơi hà ca sê là bông bông trời ơi đi làm chứ phải bố cửa đổi bài cho em hàng tiếng mất mất dạ kính thưa bà con như bà con đã biết thì cái hà ca sê và nghe kia này đều nhập khẩu từ Nhật Bản. Nhật Bản là một cái đất nước rất là tiên tiến đó mà cho nên khi họ làm ra cái phân này cái công nghệ họ làm hay lắm đó là họ ủ ở một cái nhiệt độ 80 độ C trong vòng 60 ngày để họ loại hết hoàn toàn các cái mầm bệnh cũng như các cái nấm còn sót lại trong phân chúng ta và chúng ta sử dụng chúng ta bón xuống chúng ta không sợ nó bám vào rễ cây gây hại cho cây trồng. Cái thứ hai nữa đó là đối với vườn cây của bà con và ruộng của bà con mà lâu năm á cái đất mà nó bị lèn á mình bỏ cái xuống nó sẽ giúp cho đất tươi sống các cái vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển một phần nào đó giúp cho bà con chúng ta có thể tránh được ngộ độc hữu cơ. Điều thứ ba nữa là ruộng vườn mình sử dụng lâu năm rồi thì cái pH nó nằm trong đất nó sẽ bị tụt nói chung khi mà nó tụt xuống dưới năm rồi á thì cái này có độ pH là 8 bỏ vào nó sẽ trung hòa pH luôn nha bà con đó là những điểm lợi và một số điểm lợi sau đây cô Bích Thủy sẽ nói cho bà con. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy phân hữu cơ chúng ta đang ở cái hàm lượng độ ẩm là 21% và gen vi là 28%. Thì trong thời buổi nắng nóng như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta bón gen vi xuống gốc cây giúp cho công việc bộ rễ của mình nó đủ ẩm để bộ rễ phát triển và hút dinh dưỡng. Chúng ta sẽ thấy rằng là trong lúc nắng nóng như thế này là nước ngọt rất là tiết kiệm, rất khan hiếm, thì chúng ta tưới ít thôi, chúng ta là tưới phân gen vi và cắt gốc thì chúng ta sẽ và nguồn nước mạnh, nguồn nước tự nhiên hiện nay đều đủ mạnh và bộ tinh cũng rất là vui đó là cái đỉnh điểm mạnh đã đi qua rồi chúng ta cũng vậy phải rất là cẩn trọng trước khi tưới cây chúng ta phải đo nồng độ mạnh của cái nguồn nước mình tưới đó. Ở đây nếu chúng ta trồng cây sầu riêng là cái cây đó là cây quý và đặc biệt là cây sầu riêng thì chịu độ mạnh rất là thấp 0.7 phần ngàn nên chúng ta cần phải tưới nước ngọt cho nó an toàn như bà con và cái thể có một loại là điều hòa sinh trưởng tên là Bắc Silic tức là Bắc Sinh Lai á, Bắc Silic sinh lời. Mưa xong nắng đến đưa cao mặn rồi ai ơi ta nên tinh dùng Brazilin người cho cây trồng Brazilin vẫn luôn tin rằng mình không thể thắng công cây trồng sẽ chấm chiều tốt mặn giờ không lo. Cái quý vị bây giờ cây ăn trái trong thời nắng nóng này chúng ta cần lưu ý một vấn đề khá là quan trọng đó là làm sao để cho duy trì độ ẩm cho cây thì chúng ta sẽ bón gen vi và để hạn chế cái mặn và hạn thì chúng ta sẽ bón hoặc chúng ta sẽ tưới Parsley. Và bây giờ tôi có thể cùng giới thiệu một sản phẩm cuối cùng đó là bảy mươi vàng. Cái quý vị thấy các bạn treo cái 70 vàng không có cách chuẩn dụng cái loại đó chỉ gì được người được thôi nha quý vị. Còn bây giờ 70 vàng còn đâu thì được người được một cái nhờ vào cái thức ăn của người vàng. Chúng ta dùng cái cục nước đổ nước vô rồi để cái nắp gài lại. Sau khi gài lại chúng ta lật lại thì cái cục nước này nó tự điều tiết nước tràn ra cái gì mà không tràn ra ngoài nha. Rồi chúng ta lấy cái nắp đậy lại để tránh cái sáng trời chiếu thẳng vào nó sẽ bị phân hủy thuốc. Chúng ta nhìn lên màn hình chúng ta thấy có một cái chai đó là protein tức là thức ăn của người vàng được chế biến và ghép vô cái mùi thơm của các loại trái cây làm cho người vàng thích và nó nhảy vô nó ăn. Vì khi chúng ta đặt tẩy rồi thì chúng ta sẽ lấy cái chai này gói lại quà với nhau là một cái bạn như vậy chỉ cần 10 ml thôi, 10 ml để chỉ dặn như này. Nếu như chúng ta không xài hết á thì chúng ta đừng có pha hết nha, pha một nửa thôi bởi vì là cái hỗn hợp này pha xong là phải xài liền, còn nếu không thì chúng ta sẽ để riêng ra ha. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta mới chế vô thì nó màu xanh xanh gì đó
và sau đó tôi dạng nhảy vô. Nhưng mà nhớ tôi dạng ra và tăng thêm thuốc. Chúng ta đừng có bao giờ cái keo thuốc trên cao, không cần đâu, keo ngang tầm mắt mình để mình quan sát. Khi nào có tình dạng vô thì mình mới xử lý. Và chúng ta nhớ là nó bắt ruồi bằng cách nào? Bằng cái mùi thơm dẫn đường nó đến ăn và nó cúng thuốc nó chết như bà con. Thì bệnh nhân tập là lâu là một cái lâu để tình dạng là một tình cảm được lần